VBA 2021 chính thức rời ngày khai mạc, đề ra hai phương án mới. Trước những diễn biến phức tạp và căng thẳng của Covid-19 trên khắp cả nước, VBA 2021 buộc phải tạm xa người hâm mộ thêm một thời gian. Sau khi sự kiện Tip of Cup bị hủy bỏ, VBA 2021 cũng sẽ không thể diễn ra như kế hoạch đã định. Ban đầu, giải đấu dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng mùng 4 tháng 6 đến 31 tháng 8, nhưng tình hình Covid-19 khiến kế hoạch này bị đổ bể. Hiện tại, ban tổ chức VBA 2021 đang lên hai phương án thi đấu mới tùy vào tình hình dịch bệnh tại nước ta. Phương án 1, VBA sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 6, kết thúc vào ngày 1 tháng 9. Phương án 2, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 2 tháng 7, kết thúc vào ngày 15 tháng 9. So với lịch thi đấu cũ, quãng thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu sẽ ngắn lại, nhưng không nhiều. Giải đấu sẽ diễn ra tại cả Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng số lượng trận đấu sẽ được phân chia lại. Cụ thể, có 36 trận đấu vòng bảng diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thay vì 26 như trước đây. Các đội có 4 ngày để nghỉ ngơi và di chuyển ra Hà Nội thi đấu giai đoạn tiếp theo thay vì 9 ngày. Phần còn lại của mùa giải sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Tây Hồ. Lịch thi đấu của VBA 2021 sẽ được phân chia giống so với năm 2020. Từ thứ 2 đến thứ 7 sẽ có mỗi ngày một trận đấu vào lúc 20 giờ. Riêng ngày Chủ nhật sẽ có thêm một trận đấu nữa vào lúc 16 giờ. Giữa các giai đoạn vòng bảng, vòng playoff 1, bán kết và chung kết, các đội có một ngày để nghỉ ngơi. Với sự xuất hiện của 8 đội bóng, thể thức thi đấu vẫn sẽ được giữ nguyên. 8 đội tham gia thi đấu vòng tròn 2 lượt tại vòng bảng, tương đương với 56 trận diễn ra ở giai đoạn này. 6 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. Riêng 2 đội có thành tích tốt nhất được đặt cách vào vòng bán kết. Vòng playoff đầu tiên và vòng bán kết đều thi đấu theo thể thức đấu 3 tháng 2. Trận chung kết sẽ diễn ra theo thể thức đấu 5 tháng 3. Đây là mùa giải VBA kỷ lục với số đội tham dự nhiều nhất, số trận đấu nhiều nhất, tối đa lên đến 73 trận. Cho cuộc phố sạch của Việt Nam này. Nguyễn Văn Hùng, 2 điểm dành cho Hùng Cát Trề. Vẫn cần dành những lời khen dành cho tinh thần chiến đấu của Tim Well. Đó là cú bắn bàn của Tony Hoàng và có 3 điểm dành cho Hoàng Tú. Rõ ràng là khi mà tâm lý thoải mái thì không gì là không thể. Và đáp trả là cú bắn 3 của Nguyễn Văn Hùng. Điều gì đang xảy ra tại VBA Arena? Một cầu thủ trung phong như Nguyễn Văn Hùng cũng vừa có đường bắn 3 thành công. Nhưng bây giờ thì sẽ là những giây cuối cùng của trận đấu, những giây cuối cùng của VBA 2020. Và chức vô địch đã thuộc về câu lạc bộ Saigon Heat. Hoàn toàn xứng đáng, và bây giờ chúng ta cùng chờ xem. Thưa anh Thái Ân, tôi có thể khẳng định là Võ Kim Bản sẽ là cầu thủ player từ game ngày hôm nay rồi. 31 điểm, anh thậm chí vượt kỷ lục của mình tới 11 điểm. Vâng, đó là điều chắc chắn, gần như không có gì phải bàn cãi.